gym thì lâu lắm rồi, mấy tuần nay rồi không có gặp được ảnh, thì hôm nay lại vô tình gặp được ảnh ở chỗ cái khu người kêu là khu người Việt Nam, thì hôm nay lại em cùng em để chia sẻ một cái đoạn video nói về cái anh người Việt Nam, anh tên là anh Jimmy nha cô bác anh chị. Cái người dạ ok, thì lâu lắm rồi. Hello anh Hưng. Dạ Jimmy, dạ khỏe không? Khỏe khỏe. Dạ thì lời nói đầu tiên em kính chào anh Jimmy. Dạ thì lâu quá không có gặp anh. Rồi thì vẫn khỏe anh? Dạ còn khỏe. Dạ. À, còn anh thế nào? Thì em thì cũng công việc bình thường, thì lâu lắm rồi không gặp được anh. Nên anh Jimmy thì cuộc sống của anh như thế nào anh Jimmy? Thì cũng bình thường như kỳ đó. Thì trở về bây giờ là mùa lạnh nó đang đi tới. Dạ. Đang đi vô. Dạ. Rồi cũng đi đứng bình thường, và cầu xin cho mình được bình an với lại có sức khỏe thêm, rồi để khi mình có cựa quậy gì được nữa không? Dạ. Rồi cũng chúc cho bà con xa gần và anh chị gì đó thì một ngày vui vẻ, hay là một ngày may mắn. Dạ. Hay là một ngày tưng bừng khói lửa. Dạ. Dạ. Thì một ngày bình an. Dạ, rất là quý, thì hôm nay lại vô tình em gặp của anh Chim Hưng, Chim anh Chim Mì, anh ngồi đây thì anh ngồi đây là đợi ai hay là như thế nào anh Chim là anh Jimmy giống như là đợi người hay là đợi bạn hay là như thế nào ở đây anh? Anh là đây hả? Dạ. Thật sự ra đó, là không có đợi ai hết á, thì mình có thể nhắm cái giờ này á, mình còn ngồi được bao lâu và khi nào mình phải đi về. Rồi cũng trời nó cũng hơi lạnh lạnh, nhưng mà mình cũng gán ngồi thử, mình có cầm cựa cái lạnh này nó yeah. Sao em mình sợ mình không có cầm cựa được thì mai mốt này mình sẽ nhút nhát hơn nữa. Dạ. Yeah. Ok. Dạ yeah, thì rất là quý, thì lâu lắm rồi, thì trở lại với anh Hưng, anh Chim Mì thì mấy tháng nay thì không gặp được anh, thì cuộc sống của anh vẫn bình thường anh? Dạ yeah, bình thường. Dạ yeah. Thì công việc làm ăn như thế nào, hay là cuộc sống chia sẻ đời sống của anh như thế nào, có thể anh chia sẻ cho cô bác anh chị về nó đỡ hơn kỳ trước. Dạ. Nó đỡ hơn kỳ trước là mình cái tự nhiên, được thêm tự nhiên mà được thêm mình nghĩ ra được thêm cái là người nghĩ là nó tựa như là phấn khởi vậy đó. Yeah. Nó không biết nó phấn khởi như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy con người mình nó nhẹ lại một chút xíu, và cái công việc làm ăn chẳng hạn, như là bất cứ cái gì mà nói về cuộc sống á, yeah. Thì á nó thấy cái bộ nó vui hơn, yeah. Và nó còn thích thú hơn nữa, thì mình sẽ thấy sao mà nói vậy. Thì nói chung là từ khi hôm đó tới bây giờ thì nó không có đi lùi, nó vẫn đi kế tiếp, nó đi đến thêm nữa. Thì mình nghĩ coi là cái điều gì hay mà để cho trình bày cho bà con anh chị xa gần thêm nữa thì nó vui hơn. Dạ thưa anh. Dạ thì cứ chia sẻ. Dạ. Thì cuộc sống hàng ngày thì cũng là sáng cà phê, trưa thì ăn cơm, rồi chiều cũng ăn cơm, ngày ba bữa bốn bữa gì đó thì cũng hết một ngày đó. Nhưng mà có một điều là tôi sợ nhất. Tôi sợ gì nhất anh? Cuộc đời của tôi á, tôi cũng đã từng nói rồi, biết gì đâu mà sợ. Nhưng mà rốt cuộc lại á, tôi nói thiệt á, tôi nhắm mắt, tôi nói là như vậy nè, tôi nói á, mà đừng có sợ cũng không có làm gì được đâu. Nhưng mà rốt cuộc lại tôi cũng sợ, là sợ là mình vào coi như là khi mà mình đã bế tắc rồi, khi mà mình không còn trên cõi đời này nữa đó, thì mình trước đó là mình có nghe nói là hồn vía của mình á, nó đi một nơi, thể xác mình thì mất rồi. Thì tôi sợ là như vậy,
cái cách mà tôi sợ đó là tôi sợ là tôi không biết hồn vía tôi còn như thế nào đấy, còn thật thà đó tôi không thấy, và hồn vía tôi đi đâu tôi không hiểu, thì cho nên tôi mới sợ là sợ cái điều đó. Mà chắc hẳn là đi được hay là đi, rồi tôi cũng nghe lại là có nhiều linh hồn á, người ta quyến luyến cái chỗ ở, chỗ ăn, hay là cái chỗ mà người ta muốn mà không được, hay là người ta cứ bị quyến luyến cái chỗ đó cho nên mà người ta đi đầu thai không được, hay là người ta làm những cái chuyện gì mà cũng không được hết, không có thể không có thoát được cái cảnh mà hồn của mình không đi được, thì đó tôi sợ cái chỗ vậy, thì tôi sợ là sợ vậy. Thì tôi nghĩ cách là bây giờ là tôi nói là bây giờ nè, mình sợ mà mình không có cái gì chứng kiến cho mình hết, mà không ai nói cho mình nghe, mà mình nghe cái chuyện đó rồi tự nhiên mình sợ, bây giờ mình làm cái gì cho mình đỡ sợ, thì mình nghĩ là bây giờ nè, thì thôi bây giờ á, gán thì mình làm cho nó bé được hơn, mình làm cái gì mình làm cho nó tốt hơn và mình cảm thấy vui hơn và hay hơn, thì tôi cứ gán làm, chừng nào khi làm không được thì tính sao. Rồi cho tôi nghĩ tới mức độ đó, tôi nghĩ tới đó là lúc đó tôi mới hết sợ. Đó là vậy thôi. Còn thì sống hàng ngày thì mọi ngày cũng được vui vẻ và bình an, và không có cái chuyện gì gọi là nôn nóng và thế này thế kia. Thì tôi cũng mừng tôi được những cái điều đó, mà tôi có một cái sự phấn khởi, nhưng mà tự nhiên phấn khởi cho tôi. Mình được, tôi mừng là tôi được tự nhiên tôi nói chuyện như vậy. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, anh Chí Mì. Dạ. Lâu lắm rồi gặp lại được anh, thì mấy tuần rồi không gặp được anh, thì gách thấy anh cuộc sống, thấy anh thấy nó khác, thấy nó vui tươi hơn, giống như là cởi mở hơn như thế nào đó, thì thấy anh là nói chuyện thấy kia là mạnh dạn hơn rất nhiều ha. Tại vì mình cũng phải thử là thử như thế này, tôi thử nhiều lần, thử coi mình làm cái hết mình này á nó có bền không, hay là nó có bền không, hay là nó không có bền, thì mình thử những cái thứ nào, những cái gì mà nó bền thì mình gán mình thử, nó không biết nó bền bao nhiêu như cái đâu hay là như thế nào, nhưng mình thường thường mà mình cứ cầu xin á, cho mình được bình an, cho mình được cái này cái nọ, thì nó lại khác. Còn mình cầu xin những gì mình ham muốn, những cái gì mình đòi hỏi ham muốn, cái đam mê gì cái đó, thì mình không có cảm giác cái biểu lộ cái chuyện mà nó đến với mình thiệt đâu. Thì cho nên cái cầu xin của tôi nghĩ tôi cũng có cái cảm giác cầu xin đó. Thì sau khi mà tôi không có xin một cái điều gì mà gọi là ai cũng cần ở trên thế gian này hết á, thì cái điều xin cái đó nó rất là khó khăn đối với tôi. Nhưng mà đối với tôi cầu xin một chút bình thường như vậy thôi, để cho tôi có một cái mảnh đời tôi sống, để tôi gắng mà vui, để tôi sống, mình làm được cho những gì cho mình phải thương mình. Đó là tôi nghĩ cho tôi, thương mình phải thương mình đừng có bỏ rơi mình. Thì cái chuyện trước tiên mình phải làm cái gì cho mình, hay là mình phải bước thương thương mình, thì vì chỗ đó nó mới đẩy đưa tôi tới bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng vượt qua, không biết mình vượt qua cách nào, nhưng mà cũng phải trôi qua cái hoàn cảnh và cái sự đời nó được hoàn thành. Đây là cái lời chia sẻ của anh Chim Mì, anh rất là từ thật, từ lái lòng của anh Chim Mì. Thì lâu lắm rồi em vẫn đi tìm anh Chim Mì để mình kêu là tâm sự, để chia sẻ về cái cuộc sống. Phải nói là cái cuộc sống của anh có rất là nhiều chuyện, kêu là rất là tổng quát, rất là bao rất là nhiều ha. Dạ.